Để mình dõi lại. Ở cặp bờ kè cô bác với anh chị, và đường đi xuống cũng khá là khó luôn. Và ở cặp bờ kè một cái khu chợ, ở đây là chợ Cái Găng. Và cũng vài ngày nữa nếu như mà anh em mình không đưa bà vô viện dưỡng lão á, thì bà sẽ bị đuổi để mà không có nơi nương tựa thì cũng rất là khó. Đến đây con thay mặt cho chị Duyên ở Úc á, gửi cho bà 1 triệu ha. Nãy con có nói đó. Rồi thay mặt cho chú Kenwin Trần gửi luôn cho bà 2 chai dầu. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Chiều hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại ở quận Cái Găng của thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì Bùi Hồ sẽ có một cuộc hẹn với lại một cụ dựng chòi sống trong một cái tấm bạt và tối phải ngủ trên băng ghế đó. Thì như ở video clip trước, Bùi Hồ có thông tin với cô bác quý anh chị rằng Bùi Hồ đã liên hệ được với một cái viện dưỡng lão, và hôm nay sẽ tiến hành đưa bà đến cái nơi đó và xem cái chuẩn bị để đưa bà đi như thế nào. Hay cô bác quý anh chị, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Đây, ngày hôm nay thì sau khi hẹn với lại cô Chi đúng không? Cô Chi ở đây thì chỉ còn lại cái cây dù thôi, và mọi thứ cũng đã dọn dẹp gọn gàng lại hết rồi cô bác quý anh chị. Dọn dẹp hết chưa bà? Trời, nhiều. Dạ. Bây giờ tâm trạng sao rồi? Hồi sớm giờ mưa dữ không? Sáng giờ có mưa. Quên. Quên. Chắc có mưa. À. Thấy không biết. Không biết luôn hả? Nói chuyện rồi là cô quên. Dạ. Nói chuyện rồi là quên à. Tâm trạng bây giờ có nôn nao không bà? Nãy giờ cũng trông mấy con á, đâu có nằm xuống đâu, từ sáng giờ. Ừ. Từ sáng giờ là không có nằm xuống luôn. Không có nằm. À, bà đem theo gì đó? Quần áo. Một cái bị này đây ha, đúng không? Ừ, cái này. Một cái bị này với lại cái vỏ sách này thôi. Ừ. Với lại 2 cây nạng đằng kia. À. Hồi qua thông tin như thế rồi ngủ được không? Vô đây đi cô Chi. Cũng khó ngủ. Sáng giờ là không có ngủ luôn. À, rồi còn chiếc xe của bà sao cô Chi? Gửi đỡ ở đây. Dạ. Gửi đỡ ở trong nhà lồng này nè. À. Ở đây là tí xíu nữa cô Chi đi với con hay sao? Bính để cho chị Thủy chị đi. À, cô Chi đi cũng được. Ừ, cô Chi đi đi rồi. Cô Chi đi đi rồi bà ở đó thì sau đó là cô Chi con đặt taxi cho xe cho cô Chi về. Được không? Còn là tí xíu nữa bà đi lên xe chung với con. Ở cầu Quang Trung nè. Thôi gần tôi đi nha. Kế bên bên nè, cầu Quang Trung kế bên bên. Mà bà đi đứng khó khăn lắm. Thì bây giờ phải có thằng em con nó kè lên kìa. Được. Có thằng em đó là kè được rồi. Dạ. Thôi bây giờ đi ha bà. Dạ. Quyết định đi rồi. À. Bà có nói gì không? Bà vui. Không có nói vui. Vui hả? Tối giờ có tâm lòng. Sự gì không cô? À, từ giả. Từ giả. Sáng giờ nhiều người lắm nha. Nhiều người ai mà đi ngang đây. Ai đi ngang là từ giả chân á, mệt lắm. Từ giả là sao? À, bà đi nghe. Bà đi nghe, ở lại mình giỏi nghe. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ai cũng chia tay hết trơn, mừng dữ lắm. Ai cũng chia tay hết hả bà? Ừ. Ở đây mấy năm rồi? Không mới đã. Ở mấy tháng rồi? Hồi Tết tới giờ. Mà bà mong cho cái chân con giúp cho bà cái chân cho lành mạnh. Dạ. Đến đó đi rồi á, cậu mấy cậu này cũng có liên hệ rồi coi có điều kiện như thế nào đó rồi giúp cho bà điều trị cái chân cho bà đi được. Thấy đã đến đó đi thì chỗ cơ sở anh tốt lắm, chỗ trung tâm của anh đó. Ừ, có cái em hồi sáng lại nó thăm nè, nó nói con nhiệt tình lắm. Dưới nó còn cái clip của con đó, cuối cùng luôn nó lại thăm con. Nói sao? Chứ, ai nói chứ Bùi Hồ là ok, Bùi Hồ là... Hồi sáng chạy xe đạp tại trước nó đi Bùi Hồ được. Là không chê được, rất là nhiệt tình, không giúp thì thôi mà hãy giúp là đến nơi đến chỗ. Ủa, cô có coi clip con không? Cô thì có coi nhưng mà coi phớt qua, còn cái chị mà đi chợ đó, chị nói trời bữa nay á nhậm qua coi clip của Bùi Hồ á để con xuống thăm bà. Dạ hả? Ừ, đó thấy vậy rồi mới xuống thăm bà. Dạ. Nói vậy. Hồi sáng giờ cũng mấy người ghé thăm. Dạ. Chia tay nhóc chưa? Chia tay.
Tại người ta đi tập cái dục rồi nó hài lòng. Ta nói ai thì tôi không có tin tưởng, chứ nói là Bùi Hồ là ok, Bùi Hồ là được, hãy không giúp thì thôi, mà hãy giúp là đến nơi đến chốn, rất là nhiệt tình. Dạ thôi, cũng mong là tụi anh em của tụi con á thì kết nối được đến đâu thì kết nối. Còn cái việc mà bà sống ở dưới ngay tại chỗ này đó thì tuổi cao sức yếu rồi, hai nữa là mưa rồi điều kiện thời tiết rồi chỗ ăn chỗ ở nó cũng không có tốt nữa, điều kiện là quá quý rồi. Nên là nữ đưa bà đưa vô viện dưỡng lão là để cho bà sống chung với những người mà cùng tuổi với bà đó, thì cũng tuổi già thì nó cũng có tâm sự vui hơn nữa, việc tuổi thọ của bà được kéo ra dài hơn nữa, biết đâu lúc đó hết bệnh cái chân luôn rồi sao. Thôi thì bây giờ như thế này ha bà, con đi với anh em nữa thì đây cầu Quang Trung gần kế bên không có xa đâu. Rồi thôi bây giờ Trung cưng vô cưng cưng kè bà giùm anh. Nếu mà ẩm được cứ ẩm, bây giờ bà rất là nhẹ. Bây giờ có cưng thể ẩm được không? Có thể là mình nhờ chiếc xe nghĩ này hồi đẩy chở vô được không? Để cho bà lên xe này mình đẩy ra tới chứ xe khóa mình. Khóa mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi, khóa lại đi. Cổng được không? Em cổng luôn được không? Mà tay cưng sao cổng, được không? Cổng thì được, còn bỡ tay. Không cưng kè bà được không? Kè một bên thôi. Kè để tôi kè tiếp. Kè bên nào? Ở bên này thì gãy. Bên thôi vậy đây con ẩm luôn cho. Thôi, ẩm nổi không? Cái tay bị gót bề gì vậy? Thấy Trung lúc trước là cái tay bị gãy. Đúng rồi. Để chị Chiên bên con bên đi. Ờ hai người kè đi. Có phải nổi cái đi ra ngoài đó xong là bên đây á bà bỡ một bên á, bỡ cậu này một bên rồi á là nhắc cái giò một tay tôi nhắc, tay bỡ, cậu cũng làm y như tôi giống như là mình đã bưng bả luôn đó. Cô đi con này sắp đồ tiếp ha. Đúng rồi. Rồi. Không có khỏi đi. Trung là em của Bùi Hồn. Dạ hả? Dạ, đi lái xe mấy ngày nay. Rồi. Lái xe đẩy đâu? Kẹo đi, xe đẩy ở ngoài cầu á. Trời. Xe ô tô mà. Rồi sao anh kêu chạy vô? Chi ơi, đừng có đi đường vòng lên chỗ cầu. Ngang cái cầu, ngang quán cà phê á. Rồi sao đi nha Nam. Khiên ơi, Khiên đi ra ngoài thì sao, xin não gì xa lắm. Ra ngoài này ngồi đây đợi đi hả Trung, tôi lái xe vô được không? Được. Chứ ổng còn ngoài chứ hai người xỉu luôn á. Ba bên. Thôi. Lái xe vô đường nào? Lái xe vô đường này nè. Vô đó nha. Ừ. Rồi. Giọng rãi lắm. Ô tô vô được không? À được. Rồi để con lái. Xe tải vô được. Không bây giờ phải cho bà kiếm cái ghế cho bà ngồi cái. Rồi lại đằng đó. Rồi rồi rồi. Đây đây lại đẳng xách cái ghế dùm đi chị lại. Đi ghinh đẳng luôn. Đi lại đẳng ngồi luôn. Được hai người kiệu đi luôn. Ừ. Phải ngồi cái đó. Đó, coi ghế sẵn đó. Trời, ghế đỏ, ghế đỏ. Cái đỏ. Đây. Rồi, ngồi đây đi. Đây. Đưa vô viện dưỡng lão. Đúng không? Rồi, chắc xe chạy đây đi. Dạ. Dạ. Đi luôn, chọc luôn. Ừ, nghe nói đưa vô ở đây ai cũng đã đồng ý. Mừng, ai cũng mừng hết. Mừng. Ai cũng mừng con. Dạ. Ai cũng mừng hết. Ai cũng mừng hết. Dạ. Thôi, dạ. Tại vì hổm ra không biết sao, kiếm chỗ xin mà không biết chỗ nào á. Xin vô mà cô đi mấy chuộng đây rồi người ta không có nhận. Nhờ con. Chứ không thôi là dễ vậy. Được. Đi vô mấy ấm, nhà có cửa ấm. Vô ngôi nhà chung. Ngôi nhà chung. Ở đây nguyên sớm mà, nguyên chợ ai cũng mừng hết á. Đúng rồi. Đi vô có nhà, vô nhà. Có lo gì không bà? Cũng lo, không biết vô cổng người ta làm sao. Mày cũng như mình. Già yếu rồi. Như bà mà không có nói chuyện bằng người ta. À lúc đầu thì ai cũng vậy, cũng phải bỡ ngỡ này nọ. Từ từ quen. Thành thói quen rồi là ở khỏe. Anh Đồng cảm thấy sao? Cảm thấy hôm nay là cái niềm tin của bà là phơi phới rồi đó bà, tại vì niềm ao ước của bà là sẽ được vô viện dưỡng lão mà hôm nay mình thực hiện được lời hứa thì thấy bà vui nè, và cả xóm cũng vui mừng luôn, ai cũng chúc mừng cho bà hết. Và không phải nói chứ bà ở đây là mới có một năm nay thôi, nhưng mà cái tình làng nghĩa xưa được từ buổi sáng tới giờ là ai đi ngang bà cũng đều từ giã hết. Chứ
ta thấy bà đi á, người ta cũng đem nước đem này người ta cho. Nước đem bánh đem tiền. Ta cho tiền bà luôn hả? Cho được nhiêu bà? 50 ngàn. 50 có 100 đó. Ủa rồi là bây giờ bà còn được nhiêu tiền? À, cũng còn mấy trăm. Mấy trăm ha? Nhà người ta cho. Dạ. Tháng nhà người ta cho cũng 100 mấy. Ừ. Cũng được rồi. Thấy bà nữ nghĩ quá, móc cho bạn 100 luôn nè. Trời ơi. Cho 700 nè. Ở tối này có ăn gì uống cái gì mua nha. Cảm ơn. Cô bà giúp bà đến đó rồi còn phải cho 100 ngàn. Cho thêm tiền. Cho thêm tiền bỏ túi. Ủa, giặt túi. Mà tí xíu nữa thì khi đến đó rồi á, con sẽ gửi thay mặt cho chị Duyên Út gửi cho bà một phần nữa. Chị Duyên Út có gửi cho bà, trích quỹ của chị Duyên Út gửi cho bà 1 triệu. Tí xíu nữa con sẽ đưa bà. Cảm ơn. Dạ. Nhưng mà bà tới đó thì mấy con cũng quan tâm đấy. Không sao đâu, bà cứ an tâm, bạn con mà. Cái đó là quan tâm cũng như là thăm hỏi á. Thăm hỏi bà đó. Bỏ bà luôn chứ quan tâm gì. Nói chơi nha. Nói chơi đừng khóc nha trời. Cái đường này thì khó chạy mà cái đường trên nó dễ chạy. Chỗ nó đông mà. Dạ chút xíu bà biết. Không mà nếu mà nói cầu Quang Trung thì tôi cũng rất là vui là tại vì Gần tôi tranh thủ tôi ra thăm bà được. Dạ đó, còn nếu mà đi tới Bến Tre thì Trà Vinh rồi đó thì cái đoạn đường nó xa quá không có thời gian đi. Gần đây cô tới lui đồ gì cũng dễ nha. Đúng rồi, tôi chỉ cần phóng xe em đa ôm là chạy ra ngoài một mạch là tôi thăm bà chừng giây lát rồi chạy trở về. Dạ. À, cái đó là đây rồi đó cũng có mấy cây số à? 7-8 cây số thôi. Dạ gần lắm. Nói cầu Quang Trung thì tôi biết rồi. Dạ. Tại con thấy môi trường sống của bà nó thiếu thốn nhiều quá. Cô đơn là không ai chăm sóc thành nữ ra. Nhờ có mấy cô ở đây tình thương ở đây mà cũng đỡ, chứ không có thì không biết bà sống như thế nào. Vô ngôi nhà chung đó thì bà sẽ được cùng các cụ bà, cụ ông cùng tuổi á. Thành nữ ra mình cũng đỡ thấy cô đơn hơn. Rồi mình vui hơn. Rồi miếng ăn giấc ngủ thì mình lại thấy nó được ấm cúng hơn. Chỗ sinh hoạt nó cũng tử tế hơn so với ở ngoài này. Ở ngoài này thì thấy vậy nó cũng nhiều cái nguy hiểm, khó lường. Anh con đi tới đâu con lại con thăm bà nha, cô nha. Con hỏi chị ở đâu đi rồi xong. Mừng quá rồi. Cảm ơn con nha. Rồi để đó đằng sau Trung ơi. Dạ. Dạ. Vô không? Rồi. Rồi đưa bà lên. Rồi cô Chi đi chung ha. Rồi. Kè bên đi, kè bên đi. Bỏ chân lên luôn, bỏ chân lên luôn. Đi bên giỏi lại về. Đi mình giỏi lại. Đau hết à? Rồi gán chịu xíu rồi. Dạ. Ai. Dạ. Rồi cô vô đây luôn đi cô ngồi. Bà ngồi ở giữa được không? Hay là ngồi đó? Rồi vậy đi. Rồi anh đồng qua anh kia là được ha. Rồi chưa? Rồi chưa? Con đóng lại ha. Cô chú ở đây là nói bà đi là mạnh khỏe kìa. Chào tất cả hết rồi đó. Chào tất cả hết rồi đó. Rồi mình đi quẹo hướng nào ra dễ cô đi, Chi? Đi thẳng đi rồi cô chỉ cho. Dạ. Cô Chi mừng không?
Tôi chi khỏe quá, khỏe trong lòng quá, mừng quá. Tại vì cũng hơi lo. Dạ lo sao cô? Lo là bà kè này nó xây dựng, nó tu sửa rồi nó sẽ xuống. Không biết bà ở chỗ nào đúng không? Nó sẽ di dời mình mà không biết ở chỗ nào. Dạ. Do bà phải ở cặp bờ kè, cô bác với anh chị. Và đường đi xuống cũng khá là khó luôn. Bà ở cặp bờ kè một cái khu chợ, ở đây là chợ Cái Găng. Và cũng vài ngày nữa nếu như mà anh em mình không đưa bà vô viện dưỡng lão á, thì bà sẽ bị đuổi để mà không có nơi nương tựa thì cũng rất là khó. May mắn thì được ngôi nhà chung của anh Công Thắng đã đón bà về. Thì cũng mong là thời gian sắp tới thì bà sẽ sống ở đó một cách vui vẻ ha. Thẳng tới chúng ơi, ở đây là giống như chợ chiều á, chợ chầm hởm buổi chiều á, nên thành thử là Trung là em của Bùi Hồ. Mấy ngày nào Bùi Hồ không có cho coi bên kia nha. Cảm ơn. Cái đường rất là đẹp như cái nhà ấy. Đúng rồi, ngay chợ Cái Răng, đây là dưới chân cầu của Cái Răng này. Lấy là tốt mồ hôi. Đốt mồ hôi thiệt á. Bà vô viện dưỡng lão thì cũng làm điều tốt. Xích qua bên anh đi, xích qua bên anh tí. Xích qua bên anh Trung ơi. Rồi ok. Chắc quẹo qua đây mới lên quá hả? Thôi thẳng, thẳng thẳng luôn, thẳng luôn. Chạy thẳng mới lên cầu được. Khá là khó hả Trung ha? Sao cảm giác đây là lần đầu tiên đi với anh thấy sao Trung? Vui không? Thấy làm được việc tốt rất là vui. Trung là cũng là thường là lái xe cho chở bệnh nhân miễn phí á. Trung là em bạn gì với lại Bùi Hồ? Qua cái chợ này thấy khỏe rồi. Qua đây là cầu là thấy chống cãi rồi. Rồi bắt đầu quẹo lên cầu nha. Dạ rồi. Ở đây nó khoảng 10 cây thôi cô Chi. Là cố gắng thôi, là tới thôi là khoảng 6 cây hoặc 7 cây, nếu qua Quang Trung thêm một đổi vài cây nữa chắc cũng khoảng 10 cây, 9-10 cây. Dạ. Rồi lên cầu. Chị muốn làm cái gì ha? Chị muốn bất cứ cái chuyện gì chị phải hỏi trước, hỏi những người là cùng cảnh ngộ với mình ở chung chạ đó, mình hỏi người ta như thế nào đó, rồi chị hả làm hay là họ muốn ý nghĩ như thế nào để chị hỏi trước nha, hỏi người ta trước, thăm dò ý kiến để mình là mình hòa nhập với người ta chứ từ từ mới quen. Thấy cô Chi lo cho bà Bảy tận tình ghê. Dạ, và giống như chị ruột của tôi vậy đó. Tại vì năm nay tôi cũng 66 rồi, chỉ 70 thì cũng giống như chị ruột của tôi rồi. Tôi quan tâm tới là tại vì cha mẹ tôi mất hết rồi, tôi nghĩ là tôi làm được cái gì thì tôi làm, còn sức khỏe thì cứ làm. Dạ. Lo được thì cứ lo. Dạ. Bà có bảy đi vậy cô Chi buồn không? Thì nói chung cũng hơi buồn, nhưng mà trong cái buồn đó mình không có cái ao ước đó. Cho bà đó là có cái chỗ nghỉ ngơi đó là quá tốt đẹp rồi, là mừng hơn cái buồn. Dạ đó. Cái vui nó nhiều cái vui hơn, nó nhiều hơn cái buồn. Dạ. Quá hạnh phúc ha. Được vậy là quá quý rồi. Số của bà Bảy này đó, gặp mấy cậu này đó là cũng đó, cái trước có căn tu đó, cho nên giờ này mới gặp được mấy cậu này là giúp đỡ tận tình. Bà Bảy đi có đem theo mấy cái tấm hình cũ không? Có hả? Đem theo tới chết luôn. Cái gì bỏ chứ tấm hình không bỏ. Bà Bảy bây giờ gần tới chỗ rồi, bà cảm xúc của Bảy sao? Thì Bảy cũng lo lo. Dạ. Lo lo sao Bảy? Lo biết tới chỗ mới sao? Người ta cũng tiếp đón mình thôi, già hết trơn rồi, không còn trẻ đâu mà vui vẻ mà nhiệt tình được. Ví dụ như mình đi không được thì sao? Người ta thường nói là có hai câu thơ là: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, mà khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Hóa tâm hồn là hóa từ những cái tình cảm mà cô chú ở đây, ở ngay tại cái chợ Cái Găng á,
đã dành cho bà Bảy cũng nhiều, nên là cứ là khi đi thì Bảy cũng cảm thấy nó gì đó nó luyến tiếc, đúng không Bảy? Mặc dù cái môi trường sống của mình nó không được chất lượng, không được tốt, nhưng mà những cái tình như cô Chi hay là những bà con hàng xóm kế bên đó, khi mà bà Bảy đi á thì mọi người là đều đứng ra chào, nói đi hả Bảy, đi mình khỏe hả Bảy, thì anh em của tụi mình cũng cảm thấy vui cho Bảy, vì Bảy sống được ở trong vòng tay của những cô chú, những người mà thương yêu Bảy á, thì thành nữ là người cho ly trà đường, người cho hộp cơm hay người cho chai xịt mũi, thì thấy nó cũng đầy đủ tình người xung quanh mình, còn rất là nhiều người tốt ha, cô Di ha. Đúng rồi. Gần tới chưa Trung? Còn 7 phút nữa đó. Mấy cây nữa? Còn 4 cây nữa tới rồi. Cũng gần. Cô ơi, cô, bà ở đâu cô? Ở trong này nè con. Dạ, bà dìu xuống đi Trung. Bà có một cái túi đồ nè. Đó. Dạ, ở trong này luôn á cô Chi. Cô kèm anh ơi. Được, con ấy luôn chứ. Đi rồi, đâu được, bây giờ, đi đâu được. Bây giờ lý do là vô trong á thì tại các cụ bà, các cụ ông đang ở trong á, nên Bùi Hồ không có quay hình được. Cũng như là hôm nay đến đây thì để bà đứng tí xíu đi. Đứng tí xíu đi. Con đến đây con thay mặt cho chị Duyên ở Úc á, gửi cho bà 1 triệu ha. Nãy con có nói đó. Rồi thay mặt cho chú Kenwin Trần gửi luôn cho bà 2 chai dầu. Rồi bà giữ gìn sức khỏe nha. Rồi tí xíu nữa các anh em cũng sẽ vô trong luôn, nhưng mà không có chia sẻ cái thước phim này cho cô bác với anh chị biết được ha. Tại vì ở trong cũng có mấy cụ già, giữ gìn sức khỏe nha ba. Rồi ha cô Chi. Sẵn đây á cô Chi ơi, tí xíu là cái phần này là cái phần của công ty giải độc gan Tuệ Linh đó. Cái này còn tặng cho cô uống để mát gan ha. Đó, trong đây là có những cái thuốc để dùng hỗ trợ men gan á cho những người thức khuya đâu. Cái này con gửi cho cô Chi. Trời ơi, quý quá trời. Trời ơi, mừng dạ, quá trời, cô Chi cũng có quà nữa. Dạ. Cảm ơn tụi con nhiều. Rồi vậy là hôm cô Chi nói một lời cũng như cho quý vị khán giả ở trên đây yên tâm là ở đây là đã đưa bà đến đây để mà gửi như vậy đó. Dạ. Bà nói gì không? Cô Chi nói trước đi. Mày được sự thống nhất của mày... cậu Bùi Hồ ở đây đã đưa cho bà Bảy đến chỗ mà nhà chung đó, thành ra là tôi thấy rất là yên tâm, rất là hài lòng. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ cái cảm xúc của bà sao, bà Bảy? Cũng yên tâm, nhưng mà con cái ở chung với chủ nhà bà con sao? Không sao, đừng gì. Đây là nhà người thân, người quen của anh em của tụi con, nên bà cứ yên tâm, mà đặc biệt là có Toàn ở đây cũng được biết hết về anh Thắng đây hết à. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Duyên ở Úc đã hỗ trợ cho bà luôn cái phần quà này. Cảm ơn chú Kenwin Trần ở Mỹ và cũng như là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong ngày hôm nay ha. Còn bây giờ để cho bà vô trong. Thưa với cô bác quý anh chị, có một cái câu chuyện nó hơi bị đột xuất như thế này. Có nghĩa là ngôi nhà chung á của ông anh á thì hiện nay đã có hai bà cụ, đang một bà cụ thì đang có vấn đề về thần kinh tối thì bà lại hốt hoảng, còn một bà cụ thì không đi được, nên là nữ ngôi nhà này của anh là anh tự phát tâm ra làm, nên cái việc mà thêm bà Bảy nữa thì bà Bảy cái chân yếu đi không có được, nên là nữ là sợ làm không xuể. Thì bây giờ cái cách tốt nhất của các anh em á thì đưa bà Bùi Hồ dự định đó là đưa bà về chỗ cũ. Tuy nhiên mà khi mà đưa bà về chỗ cũ á, lại chỗ cũ thì lại không an tâm, tại vì cái nơi bà ngủ thì bây giờ đã ruộng đồ hết rồi, mũi thì cũng đã ruộng lên hết rồi, tên tấm bạc cũng đã ruộng lên rồi, và chỉ còn cái cây dù thôi, như là cái băng ghế thôi. Mà nói chung là sau khi đi ra thì cảm giác anh em mình rất là hụt hẫng, rất là buồn cho bà Bảy. Và khi mà chia sẻ đoạn clip này lên á thì Bùi Hồ có nói với lại cô Chi ở đây là cho bà ở một cái nơi nào đó tạm một vài ngày, rồi sau đó là nếu như cô bác của anh chị có thể xem được đoạn clip này đó thì biết một cái trung tâm viện dưỡng lão này gần ở khu vực Cần Thơ thì có thể cho bà một cái nơi, giới thiệu cho bà một cái nơi ở mà có thể nhận bà vô được, tại tình trạng của bà hiện nay là không có đi đứng được cô bác của anh chị. Đó nên là nữ là rất mong cô bác của anh chị có thể share, chia sẻ đoạn clip này để lan tỏa đến nhiều người, để mọi người biết thêm. Và hiện nay thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng với lại cô Chi cũng như với bà Bảy quay trở về lại cái găng, cũng bây giờ cũng gần 6 giờ cô bác anh chị ha cô Chi. Rồi bây giờ cái tình trạng là bà cô hỗ trợ bà giải quyết như thế nào, cô có thể nói cho con cũng như mọi người biết cô Chi.
Thì bây giờ cô có căn nhà đang cho thuê đó. Mà cho thuê thì nó chỉ ở phần dưới thôi, phần nhà dưới thôi, còn phần trên, còn cái phòng trống đó cô tạm thời đưa bà Bảy trở về cái nhà của cô đó, cho cô ở tạm 5-10 bữa nửa tháng, rồi ông Thắng tiếp tục đi tìm chỗ cho bà ở nữa. Cái việc ăn uống của bà Bảy thì bà Bảy không có đi vệ sinh được nè, cũng khó. Ở trên lầu có, trên cái gác đó nó có nhà vệ sinh, là cô cho mướn rồi mà người ta ở dưới thôi đúng không? Ta ở dưới mà. Còn cái phần ở trên thì kêu người ta nói cho bà ở tạm vài ngày. Được, cái phần đó tôi đứng ra tôi nói được. Dạ, chứ bây giờ đưa bà về lại thì bà hụt hẳn cái tâm trạng của bà buồn nữa. Thành nữ là tinh thần bà đi xuống thì nó rất là nguy hiểm. Dạ. Dạ nên là nữ buộc lòng cái cách tốt nhất mà giải quyết hiện nay á là đưa bà trở về lại cái găng. Mà cô chỉ có một cái nhà cho mướn ở trên gác đó, cô bác anh chị biết một cái viện dưỡng lão hay cái nơi nào á có thể đưa bà vô, thì mình rất mong cô bác anh chị có thể cùng với Bùi Hồ chung tay đưa bà vô một cái nơi để mà cho nó kín đáo hơn, để cho những cái quãng đời còn lại của bà đó nó được coi như là nó bồi đắp lại những cái gần một năm qua bà chịu đựng sống cái cảnh mà màn trời chiếu đất rồi. Thôi bây giờ quay trở về dưới ha cô Chi. Ừ. Dạ. Buồn quá ha bà Bảy. Ý bà Bảy sao, chịu ở chỗ cũ hay là sao, hay là trở về ở chỗ Chi, ở chỗ em đi ha. Rồi thắng từ từ rồi tính nữa chỗ. Dạ thôi mình đi ha. Ừ. Tạm thời thì bà sẽ ở trong cái nhà của anh này một vài ngày, cũng mong là cũng gửi tiền cho ảnh lại 500.000, thì cũng mong là sẽ có một cái nơi ở sớm nhất cho bà. Cuộc đời tự nhiên thấy nó buồn buồn ghê khi mà đến từng tuổi này có một cái nơi ở bình thường như mọi người thôi, cũng không có được nữa cô bác anh chị. Sao lấy đồ xuống chưa, rồi kêu bà xuống. Đúng rồi, anh để đồ đây đi, anh ghim bà cụ với lại này đi. Thầy tay có một bạn em á, tay có một em của em nó bị gãy. Không quay đâu, quay lên đâu.